Vậy tại sao chúng ta lấy nhau được? Anh bị bệnh hả? Hả? Nếu như cô chịu làm vợ tôi một thời gian thì căn nhà này sẽ thuộc về cô. Thứ nhất, phải tôn trọng quyền riêng tư của nhau. Thứ hai, không được có quan hệ xác thịt, mở ngoặc, không được ngủ chung giường. Thứ ba, thời gian kết hôn không được quá 6 tháng kể từ ngày ký hợp đồng. Thứ tư, sau khi ly dị phải chuyển nhượng chủ quyền căn nhà cho cô Nguyễn Minh Minh, tức là bên B. Nếu bên nào tiết lộ hợp đồng này cho người thứ ba biết thì coi như hợp đồng sẽ vô hiệu và hủy bỏ. Người tiết lộ sẽ phải bồi thường một cách thỏa đáng cho người kia. Đồng ý không? Được. Chúng ta hãy cưới nhau đi. Tôi muốn cưới cô làm vợ của tôi. Hả? Anh có điên không vậy hả? Tại sao tôi phải lấy anh chứ? Tôi không có thích anh. Tôi ghét anh lắm. Bộ cô nghĩ tôi thích cô lắm sao? Cô bừa bãi và lắm mồm. Đúng vậy. Vậy tại sao chúng ta lấy nhau được? Anh bị bệnh hả? Hả? Cô ghét tôi, tôi ghét cô. Chẳng phải như vậy sẽ dễ ly dị hơn hay sao? Ly dị? Bộ cô tính ở với tôi suốt đời hay sao vậy? Tôi đã chán ghét tất cả những scandal và những cô gái đang đeo bám tôi. Nên tôi muốn thuê cô làm vợ của tôi và sẽ trả lương cho cô. Và sẽ cho tiền nếu như chúng ta ly dị. Anh bị khùng thiệt rồi đó. Anh bị khùng rồi hả? Nếu như cô chịu làm vợ tôi một thời gian thì căn nhà này sẽ thuộc về cô. Suy nghĩ kỹ đi và quyết định nhanh nha. Thằng chắc khùng này. Thì mà khùng quá đi. Đây là bản hợp đồng hôn nhân của hai chúng ta. Nghe cho kỹ nè. Thứ nhất, phải tôn trọng quyền riêng tư của nhau. Thứ hai, không được có quan hệ xác thịt, mở ngoặc, không được ngủ chung giường. Thứ ba, thời gian kết hôn không được quá 6 tháng kể từ ngày ký hợp đồng. Thứ tư, sau khi ly dị phải chuyển nhượng chủ quyền căn nhà cho cô Nguyễn Minh Minh, tức là bên B. Hợp đồng này được in thành hai bản, có giá trị pháp lý như nhau. Có hiệu lực kể từ ngày ký, mỗi bên giữ một bản để thực hiện. Bổ sung. Hả? Nếu bên nào tiết lộ hợp đồng này cho người thứ ba biết thì coi như hợp đồng sẽ vô hiệu và hủy bỏ. Người tiết lộ sẽ phải bồi thường một cách thỏa đáng cho người kia. Đồng ý không? Được. Chúng ta bắt đầu được rồi. Xin mọi người cứ đặt câu hỏi. Theo tôi biết, lần đầu tiên hai người gặp nhau là ở trên máy bay. Anh có thể cho biết thêm vài chi tiết. Đúng vậy. Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên trên máy bay. Trông cô ấy lúc đó căng thẳng lắm. Gương mặt thật là dễ thương. Tôi có quay sang hỏi có phải lần đầu tiên cô đi máy bay hay không. Cô ấy còn nói tôi thật là phiền phức. Vậy bí quyết của Minh Minh là gì mà giữ chân được Vương Hoàng? Dạ, tôi cũng không biết nữa. Đúng vậy. Có lẽ cô ấy không biết đâu. Tôi muốn cưới cô ấy bởi vì cô ấy là một cô gái đặc biệt. Rất là đặc biệt đối với tôi. Cô làm gì vậy? Cô... Tôi xin lỗi. Xin lỗi. Tôi xin lỗi khi đặt câu hỏi này. Anh đám cưới dội dàng như vậy có phải bởi vì cô Minh Minh đã có bầu hay không? Dạ, không phải đâu anh. Không có. Làm gì có chuyện đó. Tôi yêu cô ấy chỉ đơn giản. Tôi muốn sống với cô ấy trọn đời. Và lúc nào tôi cũng muốn chăm sóc cho cô ấy. Đồ bất lịch sự, trơ trẽn và thô lỗ. Mẹ kiếp. Hả? Trời. Dĩ nhiên đừng ảnh mà vậy. Thiệt là nông cạn. Nè, đánh đi, đánh đi. Nè, đâu nè, đánh đi, đánh đi. Không em đánh đúng không? Không đánh nè.
Em chụp hình. Trời ơi, tại sao Vương Hoàng lại cưới cô gái đó chứ? Cái chân thì ngắn cũn, cái mặt thì tròn quay như cái bánh bao, nhìn chả thích gì hết. Ừ, không có xứng đôi gì hết. Nhìn cô ta ngớ ngẩn sao á. Chắc là có lý do bí mật gì đó. Đúng là khó hiểu thiệt à. Phải điều tra vụ này mới được. Tại sao Dương Hoàng lại lấy cô gái xấu như vậy chứ? Mà còn cưới gấp nữa. Chắc chắn là có bầu rồi. Đúng rồi, chị cũng nghĩ giống em á. Thì vô đi chị. Hay quá. Tại sao lại nó xấu mình như vậy chứ? Mặt mình cũng hơi tròn thiệt, nhưng mà dễ thương mà, phúc hậu chứ bộ. Còn nữa, chân mình cũng đâu có ngắn đâu, chỉ là không dài như mấy cô người mẫu thôi. Để vậy còn nói mình có bầu thì đã quá đó. Cô về rồi đó hả? Thay đồ lẹ đi rồi đi nấu cơm. Tôi đói rồi đó. Đi đâu vậy? Mà kệ tôi không muốn sống trong nhà này nữa. Đi luôn à? Ừ. Ngày mốt là đám cưới đó. Mọi thứ chuẩn bị hết rồi. Mà kệ anh, không cưới xin gì nữa. Tôi nói không hả? Cô đi thiệt hả? Anh nghĩ là tôi đồ hả? Tôi không có đồ đâu. Thế còn đám cưới thì sao? Đã đặt tiệc, mời hết khách khứa rồi. Đây sẽ là scandal mới đó. Đáng đợi anh lắm. Nếu đi được thì cô đi luôn đi, đừng quay về nữa. Không bao giờ quay về đâu, yên tâm đi.